Sáng 25 tháng 9, phóng viên Báo Người Lao Động trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa quanh sự việc hôm 23 tháng 9. Ông Hòa kể lại tường tận sự việc. Trận đấu giao hữu giữa Chiến và cơ thủ cựu số 1 thế giới Dick Jaspers được livestream phát trực tiếp trên truyền hình và các mạng xã hội hôm 23 tháng 9. Trong đó, những đoạn chiếu chậm đều được gắn logo của Hiệp hội Bida & Snooker Trung Quốc CBSA, có hình bản đồ Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đang xem trận đấu và phát hiện những hình ảnh này, đồng thời nghe bạn bè thông báo sự việc, lòng nóng như lửa. Ông lập tức gọi điện cho Trần Quyết Chiến, hai thầy trò quyết định Chiến sẽ hủy bỏ sự kiện và ra sân bay về nước ngay trong ngày, dù sự kiện giao lưu dự kiến kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa nói, chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm, thể thao là phi chính trị. Thầy trò ông cũng chưa hình dung hết về hệ lụy của vấn đề, nhưng cảm nhận ngay việc không thể tiếp tục tham gia giao lưu sự kiện do Hiệp hội Bida Thế giới và CBSA kết hợp tổ chức, mời đích danh 4 cơ thủ Bida Carom 3 băng trong top 10 thế giới. Ông nói, logo của CBSA gắn vào sự kiện có một cơ thủ Việt Nam rõ ràng đã vi phạm chủ quyền quốc gia của chúng ta. Trần Quyết Chiến về nước và đã có báo cáo sự việc với Liên đoàn Bida & Snooker của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, tường trình với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hiệp hội Bida Thế giới, ông Farouk Barki có gửi email đề nghị đưa ra một lý do nhẹ nhàng để giải thích với ban tổ chức cũng như người hâm mộ. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa khẳng định không đồng ý và sẽ để tổ chức quản lý là Liên đoàn Bida & Snooker Việt Nam gửi văn bản phản hồi Hiệp hội Bida Thế giới trong ngày 25 tháng 9. Cơ thủ Trần Quyết Chiến dường như chưa thích ứng với việc trở thành nhân vật chính của một vấn đề mà cả xã hội quan tâm trong 2 ngày qua, nên không thể liên lạc hoặc tìm gặp anh để nghe kỹ hơn về sự việc. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa nói thay rằng học trò của ông thực sự chỉ để tâm vào tập luyện thi đấu, nhưng cũng không bàng quan với cộng đồng xã hội và đất nước. Chỉ riêng việc Trần Quyết Chiến lắng nghe và thực hiện ngay quyết định của huấn luyện viên cho thấy anh đã ý thức và làm tốt vai trò công dân của mình. Chưa nói anh đang ở tâm thế một trong những vận động viên thể thao hàng đầu quốc gia mà mọi hành xử, suy nghĩ đều phải rất chuẩn mực.